Huỳnh Như làm rạng danh bóng đá Việt Nam. Người thay huấn luyện viên Park chỉ thẳng cầu thủ hay nhất đội tuyển Việt Nam. Thái Lan đua vé World Cup, bóng đá Việt Nam đang làm gì? Bãi tướng của ông Park Hang-seo bất ngờ than trời. Huỳnh Như làm rạng danh bóng đá Việt Nam. Càng ngày, tuyển thủ đội trưởng đội tuyển Việt Nam càng tỏ ra tự tin và đóng góp nhiều công trạng ở Bồ Đào Nha trong màu áo của Lan FC. Tự tin với nhiệm vụ thực hiện quả 11m, tự tin trước những quả phạt trực tiếp và ghi bàn, cũng như tự tin đi bóng phô diễn kỹ thuật cá nhân trước các cầu thủ châu Âu, khiến hình ảnh nữ tuyển thủ Việt Nam ngày càng có giá trị ở châu Âu. Đã hơn 2 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và ghi những bàn thắng từ những pha phối hợp đến từ các tình huống cố định. Huỳnh Như đang chứng minh mình là trụ cột của câu lạc bộ Lens thi đấu ở hạng cao nhất Bồ Đào Nha. Trong khi bóng đá Việt Nam thì nhiều cầu thủ nam nước ngoài thử vận đều thất bại thì Huỳnh Như là người mở đường đi nước ngoài của bóng đá nữ có sự vượt trội đáng nể. Sau 13 vòng đấu ở giải nữ Bồ Đào Nha, Lang FC mà Huỳnh Như đang thi đấu hiện đứng thứ 6, trong đó riêng Huỳnh Như đang đóng góp 6 bàn thắng và 2 lần kiến tạo. Hy vọng với những kỹ năng và phong độ đang lên ở châu Âu, Huỳnh Như sẽ cùng với các tuyển thủ Việt Nam tự tin và thu hoạch tốt ở World Cup 2023. Người thay huấn luyện viên Park chỉ thẳng cầu thủ hay nhất đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier trước đây từng chỉ ra cầu thủ mà ông ấn tượng nhất Việt Nam. Sắp tới, người kế nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sẽ được VFF công bố. Trước đó, truyền thông Việt Nam hàng loạt đưa tin chiến lược gia người Pháp Philippe Chaussier sẽ làm nhiệm vụ này. Ông Philippe từng có khoảng thời gian làm việc với bóng đá trẻ Việt Nam trong quá khứ. Vào năm 2019 thì ông còn dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam. Ông Philippe Chaussier đã đưa ra nhận xét về tổng quan bóng đá Việt Nam với truyền thông Việt Nam. Theo đó, chiến lược gia người Pháp cho biết, trình độ và tư duy chơi bóng đang dần được cải thiện ở các câu lạc bộ, các đội bóng. Ngoài ra, chất lượng các giải trong nước cũng đã được nâng cao và cầu thủ ngoại đóng góp ít nhất là 50% kết quả các trận đấu. Đáng chú ý là ông Chaussier cũng chỉ ra cầu thủ Việt Nam mà ông thấy ấn tượng nhất, đó là Quang Hải. Ông cho biết, cầu thủ Việt Nam khiến tôi cảm thấy ấn tượng nhất là Quang Hải, dù không cao và khỏe. Hải cho biết, mình là một hình mẫu tốt cho các cầu thủ và huấn luyện viên ở Việt Nam về phong cách bóng đá, khả năng kỹ thuật vượt trội và tâm lý vững vàng. Hiện tại, Quang Hải đang thi đấu ở Pháp cho câu lạc bộ Pau FC. Tuy vậy thì mới đây cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam đã chuyển xuống đội B của đội bóng này và phải chơi ở giải hạng 5 của Pháp. Theo thông tin mà chúng tôi đã đưa trước đó, người kế nhiệm huấn luyện viên Park sẽ nhận mức lương cao ngất ngưỡng. Cụ thể thì ông Park sẽ nhận lương cao từ 3 đến 4 lần mức lương cũ của huấn luyện viên Park Hang-seo, tức là khoảng 150.000 đô la một tháng. Trong buổi lễ chia tay của mình, thầy Park cũng đã nhắc tới huấn luyện viên mới của Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết, tôi tin tưởng VFF tìm được người giỏi hơn tôi. Từ đáy tấm lòng, tôi chúc cho ông ấy mạnh khỏe và công tác tốt. Thái Lan đua vé World Cup, bóng đá Việt Nam đang làm gì? Thái Lan dục dịch đua vé World Cup. Ít ngày trước thì một thông tin khiến cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan phấn khích khi mà thần đồng Suphanat Moeanta đang rất gần giải ngoại hạng Anh với việc gia nhập cựu vương Leicester City. Dù trước khi cầu thủ 21 tuổi này đến giải ngoại hạng Anh một cách chính thức sẽ phải qua cánh ở La Liga trong màu áo của Levante, nhưng thông tin nói trên đủ để khiến người hâm mộ Thái Lan hân hoan. Chưa biết, thần đồng bóng đá Thái Lan thể hiện sự ra sao ở châu Âu, nhưng ít nhất là việc Suphanat cập bến những đội bóng có tên tuổi đủ làm người hâm mộ vòi chiến tự hào. Từ việc Suphanat Moeanta đến châu Âu, cùng chuyện Thái Lan không tham dự Arab Cup bằng đội hình mạnh nhất, dường như vòi chiến đang chuẩn bị hay nghĩ xa cho tương lai, mà cụ thể giành vé dự World Cup 2026 sau khi mà FIFA tăng số đội tham dự. Càng có cơ sở để tin chắc là người Thái đang chuẩn bị hướng đến mục tiêu World Cup 2026 khi mà Liên đoàn bóng đá nước này đang sắp xếp một kế hoạch chỉnh chu cho đội nhà sau khi lỡ giải vô địch Tây Á, vốn nhiều đội mạnh của châu lục tham dự. Bóng đá Việt Nam đang làm gì? Thất bại tại Arab Cup không khiến cho mục tiêu dự World Cup 2026 hoặc 2030 của Việt Nam thay đổi. Nhưng với những gì đang thấy, thì dường như mọi thứ vẫn nằm ở kế hoạch trong sự âu lo của người hâm mộ. Giới chuyên môn, khó mà không lo bởi lúc này ngôi sao sáng nhất và duy nhất của bóng đá đang hiện diện ở châu Âu là Quang Hải vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng trong đội hình một câu lạc bộ hạng nhì ở Pháp. Quang Hải tới châu Âu mang rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ trong việc nâng cao trình độ nhằm góp sức cho mục tiêu World Cup của bóng đá Việt Nam. Nhưng giờ còn phải xuống thi đấu cho đội hình dự bị càng khiến tình hình trở nên bi quan hơn. Không chỉ có chuyện Quang Hải, việc tuyển Việt Nam đến lúc này vẫn chưa chính thức công bố thuyền trưởng mới thay cho ông Park càng làm giới chuyên môn hay người hâm mộ hoài nghi. Và chưa hết, chuyện Mậu Đức quyết chiến đến cùng với VPF đang khiến giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam phần nào đó ảnh hưởng. Cần phải nhắc lại để nghĩ đến tấm vé dự World Cup thì điều tiên quyết vẫn là sự đoàn kết, chung sức của nền bóng đá cho mục tiêu chung. Nhưng những gì đang diễn ra thực sự giàu lòng. Nhìn những chuyển động từ bóng đá Thái Lan, không khỏi chạnh lòng và lo cho bóng đá Việt Nam. Bãi tướng huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ than trời. Huấn luyện viên trưởng Veleja Popov cho rằng chính mặt sân Thanh Hóa đã khiến cho đội nhà không có kết quả tốt trước Sông Lam Nghệ An. Sau trận giao quân không mấy vất vả trước Tân Binh Khánh Hòa và có được 3 điểm trọn vẹn,
câu lạc bộ Thanh Hóa trở về sân nhà để tiếp đón Sông Lam Nghệ An ở vòng 2 của V-League 2023. Được kỳ vọng sẽ tiếp tục có được chiến thắng để tạm thời vươn lên vị trí đầu bảng, nhưng Thanh Hóa chỉ có được một điểm chung cuộc. Thế trận diễn ra khá cân bằng nhưng Thanh Hóa là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm và không thể ghi bàn. Thời tiết mưa phùn cũng khiến cho mặt sân trơn trượt và gây ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ. Sau trận đấu, chính huấn luyện viên trưởng Popov của câu lạc bộ Thanh Hóa cũng phàn nàn về sân nhà của mình. Hôm nay các cầu thủ của tôi đã chơi hết khả năng của mình, đó là điều tích cực. Chúng tôi đã cố gắng để chơi, mặt sân trong tình trạng này thi đấu tốt, được thì rất khó khăn. Những kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu của Thanh Hóa bị phá sản khi phải thi đấu trên mặt sân như này. Cầu thủ của tôi không có vấn đề gì, vấn đề hôm nay là mặt sân và là trọng tài. Trọng tài hôm nay chạm nhẹ là thổi phạt, rất khó để triển khai chơi với mặt sân thế này. Hy vọng 3-4 hôm tới tiếp tục đá sân nhà, khi đó mặt sân được cải thiện hơn. Lối đá chúng tôi kiểm soát phối hợp nhỏ và cần mặt sân tốt. Tôi đang cố thay đổi cách chơi, chơi áp đặt và không chơi bóng dài. Tôi muốn xây dựng bóng từ dưới lên, đá ngắn và gây áp lực ngay từ phần sân của đối phương. Nhưng không thể ngày 1 ngày 2, ở Việt Nam ít đội chơi như vậy. Chúng tôi cần thêm thời gian và hy vọng thành công với lối chơi này sẽ sớm đến. Tuy nhiên, ông Veliza Popov cũng kết luận trận hòa không đều là kết quả công bằng đối với cả câu lạc bộ Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An. Dù Thanh Hóa đã có 2 lần đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận. Cựu thuyền trưởng của U23 Myanmar cũng đặc biệt ấn tượng với hai cầu thủ bên phía Sông Lam Nghệ An và Quế Ngọc Hải cũng như Trọng Hoàng